đầu được rồi bác Hương à. Mình bắt À, đầu đi dạ, cho kính sớm. chào ngồi với tất cả các anh chị em đang theo cái chương trình của mình. Bây giờ bắt đầu câu hỏi đầu tiên, xin bác cho biết nói về tật cận thị, có phương pháp nào giúp giảm cận thị không, mổ mắt có chữa cận thị có tốt hay không, kính mong chia sẻ và cảm ơn bác rất là nhiều. Thì thực ra đó, cận thị là một trong những cái bệnh mà cái cơ thể mình do cái cách sống sai nó tạo ra. Cho nên nếu mà mình áp dụng ngay từ lúc mình vừa bắt đầu á thì nó là tốt nhất. Và thường thường á, cái trẻ nhỏ mà nó dễ bị cận thị là cái đứa bé mà nó ham chơi mấy cái màn hình á, nó tác động dữ lắm đó, tới những cái tia tử ngoại phóng, những cái tia phóng xạ từ trong đó nó tác động vào mắt thì nó cũng gây cận thị nữa. Tức là mấy đứa bé mà từ nhỏ mà coi tivi sớm mà lại ngồi gần cái màn hình đó, rồi hoặc là những cái máy vi tính mấy cái, thì mấy đứa nó dễ bị cận thị lắm, tại vì nó tác động trực tiếp mà. Thành ra theo thực dưỡng thì mình phải, thứ nhất là áp dụng thực dưỡng thì nó tốt nhất rồi, tức là nó sẽ giảm thiểu tối đa, và đồng thời nó mới vừa bị cận thị mà mình áp dụng liền và mình ngăn ngừa những cái nguyên nhân đó, là không có cho nó sử dụng cái màn hình vi tính quá gần, không cho nó sử dụng, nghĩa là còn càng trẻ thì nó cái tỷ lệ nó càng nhiều, tức là càng nặng bệnh nó càng nặng hơn. Cho nên mình phải giữ cái khoảng cách nó với máy vi tính, với máy truyền hình, rồi những cái laptop, rồi mình kia mấy cái đồ mà nó xài đó, mấy cái tablet, tức là mấy cái máy tính bảng, rồi là phải cho nó có đủ cái tầm xa, đủ cái tầm xa. Mà hơn nữa là nhỏ quá mà cho chơi cái đó đâu có tốt đâu, mình có thiếu gì thứ 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 đồ chơi lành mạnh hơn nhiều. Mà mình tại vì mình bận bịu đó, rồi mình lạm dụng những cái đồ chơi đó là không không có tốt. Tốt con nít mà cho chơi mấy cái đó chẳng những nó hại con mắt mà nó hại bao nhiêu thứ khác nha. Thành ra càng sớm thì nó càng có thể ngăn ngừa được, và nếu vừa cận thị áp dụng càng sớm thì càng dễ chữa trị. Dĩ nhiên đó, khi mà mình để quá trễ đó thì nó cũng có tác dụng, mà tác dụng chậm hơn rất nhiều, mà tác dụng ít nữa, và phải kiên trì. Dĩ nhiên trong cái thực phẩm của mình đó, thì trẻ nhỏ thì mình chỉ khuyên khuyên dùng để tốt hơn cho nó là chỉ canh dưỡng sinh mà thôi, chứ không có khuyên dùng thuốc khi nó còn nhỏ quá. Ít nhất cũng phải 9, 10 tuổi, 12 tuổi sắp lên thì những cái trường hợp bệnh nặng thì mình mới dùng tới cái immune revival cho trẻ con. Nên thành ra càng càng sớm càng tốt, mà nếu không làm được thì dĩ nhiên sau cùng thì phải mổ. Nhưng mà hiện nay đó, trong cái ngành mà giải phẫu mắt đó, theo tôi biết được thì họ có thể dùng cái laser để mà họ cắt những cái thủy tinh thể mình nó mỏng chỗ này, nó dày chỗ kia đó, thì nó giải quyết cận thị cũng rất là hay. Nhưng mà không có nghĩa là cái này là cái cứu cánh, mặc dù nó tốt hơn mổ, nhưng mà cái này không phải là cứu cánh. Càng sớm thì càng tốt, nhưng mà nó không phải là cứu cánh nha. Nó chẳng qua là cái vấn đề mà mình giải quyết thôi. Mà cái giải quyết hay nhất vẫn là ngăn ngừa bệnh tật, chứ không phải đợi cho nó ra bệnh ra tật rồi mình mới giải quyết. Theo quý vị, thành ra ngăn ngừa nó tốt hơn. Chỉ cho con cách không bị say xe, miếng dán và thuốc say xe có thể. Thiệt ra cái dán nó chỉ là cái cách làm cho mình, cái thần kinh của mình nó êm dịu, để mà nó đừng có tạo ra cái say xe. Cái say xe là do, thứ nhất là do cái hệ thống thần kinh của mình nó chưa có ổn định, nó không có tốt. Rồi cùng lúc đó đó là cái qua mắt ở phía đằng trước nó tác động. Tức là con khi mình nhìn vô cái, thường thường những người mà bị say xe, những cái thuốc dán hay thuốc uống là chỉ để cho người đó ngủ mê để đừng say thôi, hay là những cái cách mà làm cho cái con mắt mình đừng có nhìn vô, đừng có nhìn thấy cái chuyện ở đằng trước mà xe nó chạy. Rồi chưa kể là cái bồng bềnh, ví dụ như chiếc tàu hay chiếc xe nó có cái độ lắc của nó đó. Thành ra đó, để tránh cái bệnh này đó, thực dưỡng, áp dụng thực dưỡng là hay nhất, là những người mà họ quá yếu về cái thần kinh của họ họ mới bị. Nên nhớ là đứa trẻ đó ít bị say xe, người lớn càng trẻ càng ít bị say xe, là tại vì cái hệ thống cấu trúc của cái đầu nó, cái tiền đình nó rất là tốt. Cho nên ví dụ ha, cái đấy những cái đứa nhé bé mà còn nhỏ đó, mà ở nhà có điều kiện mà cho nó xài võng nè, cho nó có cái khuynh hướng mà nó quen đó, thì nó lớn lên nó không bị say xe. Còn những người lớn á, là bị say xe vẫn có thể tập nằm võng, tức là từ từ trước. Những người say xe là lên võng nằm lại say liền, thành ra mình nằm lắc nhẹ nhẹ trước cho nó quen dần dần. Cái cơ thể mình là một cái cấu trúc kỳ diệu, mà mình muốn tránh những cái bệnh á, thì mình phải áp dụng thực dưỡng hiện đại thì để cho cái cơ thể mình nó trong cái tình trạng tốt nhất, rồi kế đến là mình tập dần cho nó quen. Thì cái này đó là phải 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 chú ý và cần nhiều thời gian. Còn dĩ nhiên cái miếng dán cũng chỉ tạm thời thôi,
chứ không phải là tốt nhất. À, chỉ mong bác chỉ cho cách hết nước cục nhanh nhất. Wow, cái nước cục này á cũng là một cái bệnh nha, là cái cơ thể người đó quá mất quân bình, nghĩa là ăn uống sai lầm trầm trọng nó mới bị nước cục. Thành ra cái nước cục thì những cái biện pháp dân gian mà nhẹ đó là có thể bệnh mũi rồi nuốt nước 7 lần 9 lần, cái đó cũng hay nhưng mà không có áp dụng được cho trường hợp nặng. Thì đó, tôi nhớ cái kỳ cách đây cũng khoảng chừng 1 năm đó, cái thằng cháu nội Út á, tức là thằng 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 Út tôi đó, nó có một thằng con thôi mà nó có con muộn. À, năm nay nó 49 tuổi, thằng con nó bây giờ cũng 7-8 tuổi vậy rồi, 8-9 tuổi rồi. Mà tại vì nó có con muộn cho nó cưng, nó chiều dữ lắm, mà nó chiều cái thằng này tới bến, cho nên thằng này là nó ăn uống loạn cào cào. Mặc dù nó cũng ăn cơm lứt bình thường ở nhà, ba nó ăn cơm lứt rồi, nhưng mà nó đòi cái gì là có cái đó. À, tại con muộn mà cha mẹ quá cưng đi, cho nên cơ thể nó cũng mất quân bình như bao nhiêu đứa khác, rồi làm cái gì cũng không hết nước cục hết. Thì bữa đó là nhà nó nước cục mà thấy thấy thê thảm lắm nha. Nghĩa là mình biểu nó đừng có ăn những cái đồ ăn độc hại, mà nó thì nó muốn là nó thèm là nó làm, mà cha mẹ nó thì cưng chiều quá mức, thì nó nứt cục tới cái độ là đỏ mặt tía tai mà không có cái phương pháp nào chặn được. Thì lúc đó tôi kêu mẹ nó đổ canh dưỡng sinh vô miệng nó để nó ngậm ngay lưỡi và quậy một gói liền cho nó uống thì nó hết. Thì quý vị thấy rõ ràng không, nứt cục là một cái bệnh mà trong đó cái cơ thể nó quá nhiều axit, quá nhiều chất độc, nghĩa là nó mất quân bình trầm trọng. Thì sau khi giải quyết nó mới có 7-8 tuổi rồi, đâu có là áp dụng cái gì khác. Tôi kêu nó đổ cái canh sinh vô lưỡi nó gần phân nửa, đi cái miệng con nít mà, thì nó ngậm cho nó tan, rồi cái phần còn lại quậy thêm một gói nữa cho nó uống thì nó hết liền, nó hết liền sau khi nó uống một lát á. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không, bệnh đó nó rõ là nó có cái nguyên nhân, nó cục cũng là một cái bệnh chứ không phải là chỉ là giải quyết nhanh bằng cách là dùng những biện pháp nhân gian để mà nó giải quyết, không được. Quý vị sẵn đây thì tôi nhớ luôn á, có người họ bị vô tình thôi, họ nhai nhầm cái trái ớt hiểm mà trong cái thức ăn đó, họ nhai nát ra cho cái miệng họ, nói bây giờ là nó quá cỡ rồi, nó sai đổ, nghĩa là đổ đổ nước mắt nước mũi đổ ròng ròng, mà do nhai nhầm cái trái ớt hiểm ở trong miệng mà không để ý, nhai nát ra được cái là nó tác động vậy đó, tức là quá xá cai đi, cai chịu không nổi mà không còn thích hà gì nữa. Thì tôi nhớ cái đó đó, cho nên cái kỳ đó cái nhỏ ăn linh ở trong nhà nó bị cái đó. Thì tôi kêu nó ở nhà mình có đường cát đen nè, con phải đổ vô một muỗng cà phê nhỏ vô cái lưỡi con ngậm liền là nó hết. Thì nó ngậm một lát nó hết, tại vì cái đó là do cái vị giác của mình, cái gì cái lưỡi của mình nó báo cái vị cay quá độ lên trên cái trung khu thần kinh, nó cân của mình nó phản xạ, nó phản xạ dữ dội vậy đó. Thì mình đổ đường thì nó báo cái này ngọt, là chút xíu nó hết phản xạ. À, thành ra mình nói cái nước cục mình nhớ luôn cái bị cay mà xé họng á. Nữ 50 tuổi, lòng bàn tay và lòng bàn chân bị vàng da, đã áp dụng thực dưỡng 2 tháng nay nhưng đường ruột ăn vào vẫn bị phân lỏng. Con xin hỏi bác Hưng có cách gì và bác cho biện pháp để khắc phục. Thực ra vàng da nó nhiều nguyên nhân lắm, mà một trong những cái nguyên nhân đó là do cái gan của mình nó quá tệ. Còn đại đa số là do mình ăn nhiều cái củ cà rốt hay là bí đỏ mà ăn cái lượng lớn quá đó. Thành ra cái này giảm ăn thì nó hết. Còn nếu mà cái vàng da này do gan thì dĩ nhiên là phải cần thời gian áp dụng thực dưỡng hiện đại của mình. Cùng lúc á, mình có canh dưỡng sinh, có hồi sinh miễn dịch, là những thứ mà nó giúp cho cái gan hoạt động tốt hơn. À, thì nó sẽ dần dần nó khắc phục, nó cần thời gian nữa quý vị. Còn cái đường ruột thì mình có canh dưỡng sinh. À, khi mà cái canh dưỡng trong à, mình có cái trà Bình Minh, mà trong trà Bình Minh của mình á, cái đó nó sẽ trở thành trà tiêu thực khi mà mình ăn không tiêu. Thì trà tiêu thực cũng giống hệt như cái trà Bình Minh, nhưng mà khác cái là nó không có sắn dây trong đó. Cái trà tiêu thực là cái công thức nó giống hệt trà Bình Minh mà không có sắn dây. À, thì cái đường ruột này là cần trà Bình Minh nha, mà phải đều đặn, rồi phải cố gắng để mà tránh những cái thức ăn xấu đó thì nó từ từ. Và dĩ nhiên là mình nếu mà có cái điều kiện phải dùng trợ phương thì nó mau nhất, tức là mình dùng canh dưỡng sinh rồi sinh miễn dịch. À, tôi bị viêm tai giữa hồi còn nhỏ, nay 65 tuổi, thành mãn tính từ lâu không chảy nước nhưng vẫn đau nhức bên trong và tăng dần. Xin bác, ồ, cái này mà từ bây giờ là 65 tuổi rồi mà bị hồi nhỏ làm sao mà chữa quý vị? Tức là mình đã không chữa trị nó, mình để cho cái bệnh nó thành cái tật, và nó đã trở thành cái gì đó mình cũng chưa biết ở trong nữa. À, cái này đó thì tôi nghĩ đó, nếu mà gọi là để mà có một cái
cái giải đáp là thỏa đáng. Cái này chắc là phải tôi phải đưa cái câu hỏi này qua anh Tài, bởi chưa từng gặp qua cái người mà để như vậy, là nhiều khi nó đã không còn, tôi tin rằng không còn cách chữa trị được nữa. Là tại vì sao? Tại vì mình cả cái cuộc đời mình có 100 năm mà mình nuôi cái bệnh 65 năm rồi biểu chữa làm sao chữa, quý vị, nuôi đến cái độ nó tê liệt hết rồi, cơ thể mình nó hoàn toàn không có thể nào mà nó đi lùi được nữa, không có cách nào nó đảo ngược trở lại nữa. Tôi thường xuyên bị sình bụng, mỡ hơi trào ngược, sôi réo bên trong và miệng đắng nhất vào buổi sáng dậy, tất cả những mình làm cho tôi rất là mệt. Thiệt ra thì cái này cũng vậy thôi, cái sình bụng sôi ruột là tại vì thứ nhất á, là ăn sai, thứ nhì mình khi mà mình điều chỉnh thức ăn á, thì lại mong mỏi quá đáng, mà trong khi cái thực dưỡng hiện đại không phải là phương pháp chữa bệnh. Tôi nói rất nhiều lần rằng đó, cái người này là thứ nhất là ăn ăn sai đã đành rồi, rồi ăn ẩu tức là không có nhai kỹ. Bên thực dưỡng mình đó, thì bắt buộc phải ăn ít và nhai kỹ, chứ không phải chỉ ăn cái gì không, tức là phải học cái cách sống chứ không phải học cái cách thay đổi thức ăn đó. Thành ra khi bị sình bụng, mỡ hơi trào ngược là chứng tỏ rằng cái người này đã bị đau dạ dày trầm trọng rồi. Mà khi nó trầm trọng như vậy thì chỉ có con đường duy nhất để mà giải quyết nó là ăn ván cháo gạo lứt, mà ăn từng muỗng nha. Đói thì phải chịu, mà xuống ký cũng phải chịu nữa, phải chữa cho xong cái đường ruột đó, chữa cái đó rồi kèm ban đầu thì dùng trà tiêu thực, rồi kế tới là trà bình minh, làm sao mà nuôi lại cái đường ruột rồi đó, thì chừng đó mới chữa được những bệnh khác. Và phải học, chứ không thể nào mà mình cứ dùng thực dưỡng như một cái phương pháp đối trị. Thực dưỡng không phải là cách trị bệnh, chúng tôi nói rất nhiều lần rồi, thực dưỡng là cái cách sống, mà mình sống theo đó thì cái cơ thể mình nó sẽ tạo điều kiện tốt nhất, mà trong cái những cái mà nó dễ làm nhất là nó giúp cho cơ thể mình hồi phục, tức là nó tự chữa bệnh đó, và nó chữa cả tương lai cuộc đời mình, chứ nó không phải chỉ là chữa bệnh. Nhưng mà người ta dùng cái chữa bệnh, cho nên khi người ta chữa hết bệnh là người ta quay về cái lối sống cũ, mà cái đó là cái sai lầm trầm trọng. Mà chúng tôi dám nói với quý vị, ai dùng thực dưỡng chữa bệnh 99% trở về lối sống cũ. Thành ra chúng nói thực dưỡng không phải là cách chữa bệnh, nhưng mà cái tiếc thay là người ta lúc nào người ta cũng muốn để dùng để chữa bệnh không à, tại cái bệnh là cái người ta bực mình, chứ người ta không hiểu rằng cái tương lai người ta mới là cái quý hơn, người ta không hiểu rằng cái số mạng mình nó quý hơn. Mà thực dưỡng là cái cách sống để mà nó thay đổi tương lai số mệnh của mình, chứ không phải là để mà chữa bệnh. Bệnh cao áp huyết, 73 tuổi đang bị áp huyết và hàng ngày phải dùng thuốc tây. Bây giờ mẹ con cứ như người mập bụng to, mà ăn nhiều cơm lắm, ăn ít thì bị chóng mặt, cho nên phải ăn nhiều không bị chóng mặt. Người này nhiều bệnh lắm nha, ăn mà nhiều cơm trắng mà đã hết chóng mặt là bệnh dữ lắm luôn, tức là kể cả cái bệnh mà cái thận nó bắt đầu nó suy yếu trầm trọng, nó không điều chỉnh được cái mức đường của mình đó, tức mình phải lấy đường từ cơm trắng đó, rất là độc hại rồi đó. Mà cái người này đó là coi chừng cũng lung tung bệnh đó, là huyết áp thì nó gồm có xơ giữa động mạch với yếu thận rồi nè, rồi uống thuốc tây mỗi ngày thì nó phá hoại cái gan với cái thận nữa nè, rồi bây giờ cái bụng to là chứa một thùng thuốc độc. Chúng tôi nói nhiều lần đó, ai mà dư cân thừa ký mà nhìn thấy ở đâu cũng mỡ da mà mỡ bụng mà mỡ đó, là cái người này đang chứa một thùng thuốc độc. Bởi vì cái tế bào mỡ đó, nó sinh ra đầu tiên là bởi mình ăn sai, là do mình ăn cái tinh bột nó lọt vô máu nhiều quá thì nó gặp insulin, nó được cái tinh bột nó thì là thành đường, đường nó gặp insulin để nó hạ đường thì nó biến thành mỡ, nó làm mất khoáng. Và khi mà mình ăn thức ăn thiếu chất xơ đó thì cái độc tố trục ra cơ thể mình không được, nó trở lại, mà cái trở lại đó đó thì nó gây ngộ độc. Mà để tránh cái chết ngộ độc đó, thì cái cơ thể mình nó lại nhân đôi nhân tư nhân tám cái tế bào mỡ để mà nó rút độc, nó cứu mình sống. Cho nên cái người này đó là một thùng thuốc độc, cho nên phải giải quyết từ bước từ bước. Thì dĩ nhiên bên mình thì lúc nào cũng có canh dưỡng sinh, có hồi sinh miễn dịch. Cao áp huyết thì mình dùng natto cộng với cardio z. À, rồi còn cái yếu thận cũng có thể dùng cái Immune Revival cộng với Cardio Z nữa. Tức là cái người này phải nhiều thứ dữ lắm, đừng có tưởng giỡn nha, coi vậy á mà ngã lăn ra chết bất kỳ lúc nào. Mặc dù bác sĩ hứa rằng uống cái thuốc cao huyết này không bị đột quỵ, nhưng mà tất cả những người đột quỵ là những người đang uống thuốc cao huyết của bác sĩ. Và nên nhớ là đột quỵ này nó xảy ra gần như là mỗi ngày và xảy ra khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, thì cái người này cũng rất là có nguy cơ, mà chúng tôi in cái tờ giấy gọi là án tử hình treo đó, tức là mỗi người đang mang bản án tử hình treo, mà giờ nào cái đột quỵ xảy ra
là giờ đó cái án tử hình nó thi hành vậy thôi. Còn cái chuyện mà có lọt ra được, có khỏi chết được thì nó cũng lãnh nhiều cái hậu quả trầm trọng, mà đi chữa thì chữa cái hậu quả tai biến nhưng mà không chữa cái nguyên nhân của cái tai biến nữa. Cho nên tôi đã nói nhiều lần rồi, đã không 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 biết thực dưỡng mà không bệnh chữa nó mới là lạ. Mà bệnh đủ thứ bệnh mà bệnh chữa không được thì cái đó là bình thường, là tại vì đâu có cái nền y học nào chữa được bệnh nào đâu, ngoại trừ cái bệnh cấp cứu, là cái bệnh cấp cứu những cái bệnh tai nạn xe cộ thì họ tạm thời họ cấp cứu rất là giỏi, tai nạn xe cộ mổ mai giá rất là tốt, nghĩa là cái đó là rất là ưu điểm của họ, nhưng mà tất cả những bệnh còn lại không có bệnh nào chữa được hết, từ từ cao máu, cao đường, cao mỡ không có chữa gì được hết trơn, không có gì. Thấp khớp dị ứng không có gì chữa được hết, nhưng mà người ta chữa, thành ra người ta càng chữa thì bệnh nó càng bám rễ sâu hơn, rồi bệnh nó càng nặng hơn. Mà thực dưỡng là con đường tốt nhất, ngắn nhất để cơ thể mình giải trừ, mà người ta không bao giờ theo, bởi vì người ta nghĩ cái này không có tốt, để người ta dành thì giờ người ta đi kiếm tiền tốt hơn, để dành thì giờ người ta ăn tầm bậy tầm bạ cho nó nhanh, cho nó ngon hơn. Thành ra cái thực dưỡng là cái mà nó không phải là cái cách chữa bệnh nữa, mà cũng phải là cái cách để mà đối đầu với bệnh tật, nó là cái cách sống. Mà biết sống thì mình sót ra là còn còn sót qua cái cơn đại dịch này. Chỉ có thực dưỡng là thôi quý vị, không có thực dưỡng thì không có con đường nào khác để mà mình có thể vượt qua được đâu. À, cái câu số 7 này để chờ tôi giao lại cho anh Tài nha, tại vì tôi chưa có biết cái hạt này, mà chưa có thử qua, mà chưa có dùng qua nữa, để tôi để anh Tài để cái đậu hoa cúc đó. Bị rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn dạng cơ thể bằng phương pháp thực dưỡng hay thảo dược nào có thể điều trị tốt nhất cho bệnh này? Vì thực tế bệnh này điều trị bằng thuốc tây ít hiệu quả. Cái câu chót này sai nè, không có cái bệnh mãn tính nào mà điều điều trị bằng thuốc tây mà có hiệu quả cả. Mà cái câu này nói là ít hiệu quả, nó không có hiệu quả là bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ đàn áp cái triệu chứng mà thôi, cho nên cái bệnh nó sẽ nặng hơn và nó sẽ bám rễ sâu hơn, và càng lúc càng không chữa trị được. Chúng tôi dám cam kết 100% không có bệnh mãn tính nào mà dùng những cái loại thuốc tân dược là thuốc tây đó mà gọi là chữa được bệnh cả. Nó chỉ lướt qua, nó chỉ đàn áp cái triệu chứng, mà nếu cái cơ thể mình tốt nó tự chữa được thì mình tưởng là thuốc tây nó chữa, nó không có chữa được quý vị, nó không có chữa được. Mà mình càng đàn áp triệu chứng thì bệnh nó càng bám rễ sâu hơn. Mà cái người đó nếu họ may mắn, họ trong cái hoàn cảnh mà họ ăn uống tương đối thôi, không có sử dụng quá nhiều những thức ăn độc hại, họ vận động tốt thì cơ thể nó lướt qua, chứ không phải là cái thuốc. Bởi vì thuốc tây nó làm bằng hóa chất 100%, mà chúng tôi có rất nhiều bằng cớ chỉ cho quý vị thấy, mà giấy trắng mực đen luôn, là ở tại Úc á, thì tất cả nhà thuốc tây nó đều để cái chữ là chemist. Chemist là ở đây chúng tôi bán hóa chất, quý vị mua cái gì cũng bằng hóa chất hết nha. Quý vị tới đây quý vị mua hóa chất á, nhà thuốc tây để chữ chemist. Còn ở Nam Cali á, thì trước khi quý vị bước vào cái tiệm á, nó treo cái bảng khổng lồ, mà tôi có chụp cái hình cái bảng đó, tôi có gửi cho mấy anh em, là cái bảng họ nói là cái toa bác sĩ quý vị cầm tới đây mua đó là cái thuốc nó làm bằng hóa chất, mà hóa chất này được biết có thể gây ung thư, hư hại bà mẹ em bé, làm liệt dương và lãnh cảm. Vậy mà người ta mua, người ta bỏ vô miệng ào ào, mà người ta vẫn tin rằng cái đó là chữa bệnh. Nó đâu có chữa bệnh cái gì, người ta nói rõ ràng mà, người ta đâu có giấu mình đâu. Mình nói đó là cái tại vì bình thường ăn hóa chất nó gây bệnh, rồi bây giờ dùng hóa chất chữa bệnh thì bệnh nó nặng thêm thôi, chứ làm sao mà gọi là chữa được bệnh. Thành ra cái thuốc, không có thuốc tây nào mà chữa trị hiệu quả trơn hết rồi, không có hiệu quả, chứ không phải gọi là ít hiệu quả. Nó đàn áp triệu chứng, rồi khi nào cái cơ thể mình đủ tốt thì có thể lướt qua bằng không, nó bám rễ sâu hơn, nó gây bệnh khác, và nó gây bệnh dài dài, và ngay cả cái bệnh cũ chữa cũng không được luôn, mà nó gây thêm bệnh mới. Thì cái câu mà rối loạn lo âu lan tỏa đó là cái tinh thần và thể xác mình là một cái gì, mà cái bệnh này đó là do cái thể chất mình nó bệnh rồi nó đưa tới cái bệnh tinh thần luôn. Thành ra tôi cái kỳ rồi tôi có nói là tất cả mà tôi biết rất nhiều những nhà tu hành đó, từ ông thầy chùa cho tới ông mục sư cho ông linh mục, họ dạy mình rất là hay, tại vì những lời họ dạy là họ đọc từ kinh thánh, đọc từ kinh Phật, nhưng mà họ thực hành không có được, chính bản thân họ họ cũng không thực hành được, và họ cũng gây, họ cũng xấu xa y như mình vậy đó. Là bởi sao? Bởi vì cái cách sống họ sai,
cho nên tinh thần với thể chất không không thể nào tách rời ra được, và vì cách sống mà sai, cho nên từ trong đáy lòng họ họ rất muốn làm chuyện đạo đức, nhưng mà họ sống sai, họ không làm đạo đức được. Từ trong đáy lòng họ muốn làm đúng nhưng mà họ làm đúng không được, là tại vì sao? Tại vì cái cách sống sai của mình, thức ăn sai, nó sẽ gây nên cái hành động sai, cái suy nghĩ sai, và tất cả mọi thứ thì nó sẽ sai hết. Thành ra bây giờ cái người này đó là phải, dĩ nhiên bên mình thì áp dụng thực dưỡng hiện đại rồi học hỏi, rồi cái bệnh rối loạn này đó thì mình có thể dùng Neurogel để nó nuôi lại cái não và cái thần kinh, rồi canh dưỡng sinh. Rồi dĩ nhiên là cái người bệnh nặng là phải ra biển, thở không khí biển, phải tắm nắng, hay là phải tập cái cách sống, chứ không phải là, không phải là ăn với uống, không phải là chỉ có đổi qua gạo lứt là thực dưỡng hiện đại, không phải. Không quý vị, người ăn chay ăn gạo lứt mà bị tình trạng khó tiêu, bị táo bón thường xuyên, giảm cân nhanh thì ăn những gì, món nào? Trong của mình thì có câu số 3, câu số 5 rất là dễ, trong cái 33 câu hỏi đáp thực dưỡng. Mà nếu mà khó tiêu ăn không được thì ăn ván cháo gạo lứt. Rồi táo bón thường xuyên thì dĩ nhiên là cái người này là cái đường ruột họ tải quá rồi, tại vì ăn chay đâu phải là thực dưỡng cái gì. Thực dưỡng là thực dưỡng mà chay là chay, còn cái người ăn chay mà biết thực dưỡng thì nó khác. Thành ra cái người này là phải học hỏi về thực dưỡng thì tự nó giải quyết hết mọi chuyện cho mình. 24 tuổi khó hấp thu dinh dưỡng, rất gầy, mặc dù ăn uống đầy đủ bình thường nhưng vẫn không cải thiện, bị từ nhỏ bác gia đình ba và chị gái cũng như vậy nên thì cái gì đâu, cái này đâu phải là chữa bệnh đâu quý vị, cái này chỉ là thay đổi cách sống là mọi thứ giờ sự nó giải quyết à, là không có giải quyết được là bởi cả gia đình đều như vậy, sống như vậy, ăn như vậy thì nó bệnh như vậy. Tại vì cùng một mái nhà, cùng một cái không khí, cùng một cái bầu khí dưỡng khí, rồi cùng một loại thức ăn thì nó bệnh thường thường nó giống nhau. Cho nên bây giờ cái người này cũng phải học thực dưỡng thì nó sẽ giải quyết mọi nan đề. Mà nếu mà không hấp thu dinh dưỡng được thì phải ăn ván cháo gạo lứt. Chứ tại vì gạo lứt nó khó tiêu mà cái đường ruột quá xấu, không có thể nào cải thiện bằng cái cách sống bình thường, chỉ có cách là theo thực dưỡng mà thôi. Hen suyễn, ung thư, lao, viêm phổi, ăn những món nào và theo thực dưỡng và dùng trợ, tất cả trợ phương của mình á, đứng đầu của mình là canh dưỡng sinh, hồi sinh miễn dịch. Thành ra tất cả mọi bệnh tật nó đều bắt nguồn từ cái chỗ sống sai. Và vì sống sai cho nên cái cơ thể mình nó không tạo ra đủ những chất mà mình cần. Và ngược lại đó, mình lại nạp quá chất độc hại từ trong thức ăn, từ trong nước uống, từ trong bao nhiêu cái thứ khác đó, cho nên nó gây đủ bệnh. Thì trong đó có bệnh hen suyễn, có bệnh ung thư, có bệnh lao, bệnh viêm. Vì viêm là do tất cả bệnh tật nó đều rất là đơn giản, là do quá nhiều axit. Mà do axit ở đâu mà ra? Axit ở trong thức ăn, ở trong cách sống, trong tất cả những cái gì mình đem vô miệng mình đem vô cái mũi của mình, từ cái hơi thở, rồi từ cái đồ ăn. Thành ra thay đổi nó thì nó sẽ giải quyết đáng kể cái đã, rồi sau đó mình có những cái trợ phương. Thì mỗi một bệnh như vậy đó, ví dụ như hen suyễn là mình dùng B1 được nè. Cái B1 là nó chữa dị ứng phía bên trong, thì trong đó có hen suyễn. Rồi ung thư. Ung thư thì bên mình chỉ là phải ra biển, không ra biển không giải quyết được ung thư. Ngoại trừ những trường hợp hết sức là nhẹ đó, thì họ có thể chỉ ăn uống rồi dùng mấy cái trợ phương của mình. Nhưng mà đại đa số, quý vị thấy là từ lúc tôi về Việt Nam, tôi tác động với vấn đề mà đem ra biển, Lan Phương nó đầu tư nhiều cái nhà ở ngoài biển đó quý vị. Thì ở cái vùng Vũng Tàu thì nó mắc tiền cho nên nó mới dùng cái bờ biển nào đó tôi quên tên rồi, ở gần đó, rồi nó mua nhà, rồi nó cho mướn giá rẻ. Rồi có rất nhiều người bệnh họ quá nặng, họ nghe lời họ ra, họ khỏi bệnh, rồi họ mua nhà ngoài đó. Thành ra quý vị thấy là ngay cả mà người ta thành công rất nhiều bằng cái cách mà dọn ra biển để thở không khí biển, để tắm nắng đi chân không chết, cũng chưa hẳn là cái mà mình làm cho người khác họ tin. Tại vì họ muốn cái gì dễ nhất, đơn giản nhất mà phải chữa hết bệnh cho họ. Đó là lý do mà họ dính vô thuốc tây, họ dính vô những cái phương pháp mà diệt cái triệu chứng cho họ hài lòng đó. Thì cái bệnh nó bám rễ sâu hơn. Vậy thôi, rất là đơn giản. Thành ra tất cả bệnh tật này là do cái cách sống mình tạo ra, thì mình thay đổi cách sống. Còn cái hỗ trợ thì bên nay mình đã có đủ hết rồi. Những anh em nào mà gia nhập câu lạc bộ từ trước tới nay thì cũng đã biết những cái loại trợ phương của mình, đều biết học những cái cách làm sao để mà áp dụng cho nó tốt nhất cho từng trường hợp một. Thì cơ thể nó chỉ hồi phục tốt nhất là khi có cái không khí là phải cần nhất. Vì sao? Vì mình mà không có không khí thở thì vài phút là mình chết rồi. Mình không có nước uống thì được vài ngày,
mà không có đồ ăn thì có thể được vài tuần. À, thành ra cái mà đầu tiên mà quan trọng hàng đầu vẫn là cái hơi thở tốt nhất, rồi tới nước uống, rồi mới tới các loại thức ăn. Thành ra mà không chịu điều chỉnh thì không có chữa được. Hen suyễn cũng rất cần không khí sạch, mà ngay cả cái phổi là cái cần hơn nữa, là tại vì cái tế bào phổi là nó nhận dưỡng khí, nó nuôi, nó cung cấp cho toàn cơ thể mình, mà khi bị bệnh phổi là nó không có hấp thu được dưỡng khí tốt thì nó bệnh nặng hơn. Nó đơn giản vậy thôi, thì ung thư cũng vậy thôi, tất cả đều cần bờ biển. Thì vì Phương Lan nó mua cái vùng nó gọi là Phước Hải đó, nãy tôi quên đó. Thì cái vùng bờ biển nó xa chợ cho nên nó rẻ tiền, mà mình chữa bệnh thì mình đâu cần dùng mắc tiền cái gì, dùng nào ngay bờ biển là được rồi. Bờ biển Phước Hải hiện nay Lan Phương cũng còn đang cho mướn, và rất nhiều người khác họ mua nhà ngoài đó họ cũng cho mướn, và họ sau khi họ chữa lành bệnh thì họ cho mướn với cái giá tượng trưng đó. Câu hỏi kế tiếp, theo con được biết thì Immune Revival là thế hệ sau của A-Revival, hàm lượng thảo dược gấp 2 đến gấp 3. Vậy tại sao trong quá trình hỗ trợ điều trị một số bệnh lại kết hợp cả hai loại trên mà không dùng riêng Immune với liều cao? Thực ra đó, nếu mà có tiền là dùng cái Immune Revival liều cao thì tốt nhất, nhưng mà nói như thế này, cái cấu trúc của cái A-Revival á, thuốc phục hồi sinh lực á, thì nó lúc mà làm ra thì nó đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên á, cái đó tùy theo cái trọng lượng mỗi người, cái liều lượng của nó, cái người 60 kg chỉ là 2 viên mỗi ngày mà thôi. À, nó không có dùng cao hơn được, cơ thể mình nó không hấp thu. Cái Immune Revival mặc dù nó cái liều lượng thảo dược nó gấp đôi gấp bốn, nhưng mà cái cấu trúc của nó, cái thành phần của nó lại giúp cho cái cơ thể mình có thể nhận được cái liều cao. Nghĩa là mặc dù nó gấp đôi rồi đó, hay là gấp tư vậy đó, mà cái người bệnh nặng á, ví dụ như ung thư có thể dùng tới 8 hay 10 viên một ngày, nhưng mà cái phục hồi sinh lực á, A-Revival mình không thể dùng như vậy được. Mình dùng lên 3 viên 4 viên là cơ thể mình nó không chịu nổi, và thành ra cái cấu trúc của viên thuốc á, nó cho phép mình dùng cái liều lượng cao của cái hồi sinh miễn dịch, mà nó không cho phép mình dùng cái phục hồi sinh lực. Cho nên cái người mà họ không đủ điều kiện, vì lý do là cái hồi sinh miễn dịch nó mắc gấp đôi, cho nên những người mà họ không đủ điều kiện để mà dùng cái lượng lớn của hồi sinh miễn dịch đó, thì họ dùng kèm cả hai, tức là họ dùng vài tối đa 2 viên của phục hồi sinh lực, và họ dùng thêm 4 viên của hồi sinh miễn dịch thì họ vẫn có kết quả tốt, tức là vì họ không đủ điều kiện tài chính. Và cái này nó cũng là một cách để mà tiết kiệm, thành ra trong quá khứ mình dùng cả hai cho nhiều người, cái hiệu quả cũng rất là cao. Thì vì cái cấu trúc của viên thuốc vậy, mà vì cái cấu trúc của nó như vậy á, cho nên cái Immune Revival nó đắt tiền kinh khủng, nó đắt gấp đôi so với kia, thành ra mình phải chịu. À, còn nếu mình có tiền mà mình đủ đủ điều kiện mình dùng á, thì mình dùng cái hồi sinh miễn dịch là tốt nhất. Ba con bị ngứa da lâu năm, hiện áp dụng thực dưỡng đại, bên mình chỉ có Bimin 2 dạng uống chứ chứ không có dạng thoa. Mình có dạng thoa nha, tức là mình có cái loại thuốc kem Bimin 2 của gì mình có. Hỏi bác tài có, tại vì có gửi về bển nhiều lắm nha. Mình có dạng thoa, nhưng mà bên này nó khác với những cái loại thuốc thoa khác. Thuốc thoa của mình thoa rất là mỏng, tức là rửa sạch vết thương thì chỉ thoa chỉ chừng một giọt thôi, là thoa một cái vùng lớn, một lớp thiệt mỏng, thì cái hiệu quả nó cũng rất là cao. Tuy nhiên á, mình dùng cái cream của bên này thì phải để ý cái này nè, là trên cái hộp thuốc kem của BM2 đó, nó không có ngày hết hạn, nhưng mà nó vẽ hình cái nắp mà bật ra đó thì nó để 6 tháng, có nghĩa là kể từ ngày khui nắp á, mình dùng được 6 tháng là tốt nhất nha. Sau đó vẫn còn thể có thể dùng được, nhưng mà cái hiệu quả có thể nó không tốt bằng ban đầu. Tức là thuốc nó không có ngày hết hạn, nhưng mà sau khi khui nắp thì hết hạn 6 tháng. Nó để chứ nó vẽ cái hình cái nắp bật ra và để 6 tháng. Sigmund, các trường hợp về bệnh xương khớp như loãng xương, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa sống lưng, bên mình cứ dễ hỗ trợ, nhưng con chưa biết uống trong khoảng thời gian bao lâu để cơ thể có thể hồi phục lại. À, cái loãng xương này là nó là một cái bệnh dai dẳng và trường kỳ, và mỗi ngày tiếp tục loãng xương, cho nên theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất cái John Essential, mình ngoài uống 2 viên trong 3 tháng, sau 3 tháng mỗi ngày uống 1 viên và uống hoài. Là bởi vì sao? Vì trong thức ăn của cái người mà không biết thực dưỡng đó, là họ có quá nhiều axit và họ ăn không có toàn phần, cho nên cơ thể nó tiếp tục nó đào thải và tiếp tục làm loãng xương càng lúc càng nặng, cho nên uống như vậy để ngăn chặn cái tiến trình loãng xương mà thôi. Và đó quý vị nhìn coi, hồi xưa tới giờ tôi nói là phải tắm nắng,
vì tấm nắng nó ngăn chặn lẫn xương. Nhưng mà quý vị nhìn coi, ngay cả người thực dưỡng quý vị đếm hết trong nhóm quý vị có mấy người đi tắm nắng không? Chúng tôi dám cam kết là không không tìm được cái người nào tắm nắng hết trơn á. Tại vì tôi đi nói chuyện thực dưỡng là từ mấy chục năm nay mà tôi cũng không thấy ai tắm nắng, mặc dù mình khuyên người ta tắm nắng. Chỉ có những người mà họ chờ chết á, họ ra bờ biển họ để chữa bệnh đó thì họ mới tắm nắng luôn. Còn những người nào mà họ còn trong đất liền là quý vị biểu họ tắm nắng không, không có tắm nắng. Thành ra không có giải quyết cái gốc của nó mà cứ giải quyết cái ngọn. Đó là lý do mà phải uống hoài suốt đời đó quý vị. Rồi chưa kể cái thoát vị đĩa đệm, tôi có nói nhiều lần thoát vị đĩa đệm. Ngoài cái áp dụng thực dưỡng hiện đại của mình, do mình sẽ không đủ sức. Ngay cả tăng dưỡng sinh và hồi sinh miễn dịch vẫn không đủ sức. Cái lý do là tôi có giải thích rồi kỳ trước đó, là giữa những cái đốt xương nó có cái đĩa đệm. Cái đĩa đệm, cái cấu trúc nó để cho cái xương sống mình cúi lên cúi xuống, bẻ qua bẻ lại. Nhưng mà đó, khi cái cách mà khiêng đồ của mình đó, mình khom lưng mình bưng cái vật 15 kg đó, thì cái tác động trên cái đĩa đệm đó nó lên tới 1.500 kg lận, chứ không phải là 15 kg, nó tăng lên 100 lần tác động khi mình nghiêng mình khom lưng mà mình bưng á. Cho nên rất dễ bị thoát vị đĩa đệm. Mà khi nó thoát rồi đó thì cái chính giữa nó có cái tủy sống cho nên nó ép, nó làm cho rất là đau, đau nhức kinh hoàng. Thành ra không có cách nào khác ngoài cái chuyện áp dụng thực dưỡng hiện đại mà phải đi bơi mỗi ngày. Tại cái người thoát vị đĩa đệm họ chạy bộ không được, đi bộ rất là đau, ngồi nằm rất là khó chịu, mà chỉ có cái bơi là nó giảm đau. Và càng bơi mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ đó thì đến một lúc nào mình sẽ nghiện bơi, mà khi mình nghiện là mình hết bệnh mình không hay. Thì tôi có lấy cái ví dụ rõ ràng là thằng con trai út tôi đó, nó bị thoát vị đĩa đệm cái năm 16 tuổi. Nó cũng áp dụng thực dưỡng mà không có hiệu quả, đau đớn làm đủ trò hết trơn, tức là nó phải chịu đựng đau đớn vài ba năm như vậy. Tức là nó đi qua vật lý trị liệu rồi là châm cứu rồi cái gì rồi cái, nó vẫn bệnh, nó vẫn đi nguyên. À, nhưng mà nó nghe lời đi bơi, bơi thì nó giảm đau, cho nên nó cứ bơi. Nó bơi riết nó hết đau hồi nào không hay, rồi nó nghiện bơi luôn. Thành ra bây giờ đúng tới bữa nay là nó 49 tuổi. Tức là chính nó nói với tôi rõ ràng, nó nói thoát vị đĩa đệm là một cái may của nó. Vì nó thoát vị đĩa đệm cho nên nó bắt buộc nó phải bơi. Vì nó bắt buộc nó phải bơi, nó nghiện bơi. Và vì nó nghiện bơi cho nên nó bơi 30 năm nay. À, nó bây giờ là nó 49 tuổi. Nó bay gần 30 năm nay, cho nên cái thân thể vô cùng cường tráng, mạnh khỏe vô cùng. Đấy là sức sức vóc là không, dĩ nhiên bệnh nó lui từ từ lâu rồi, mất tiêu rồi, hết bệnh từ lâu rồi đó, mà nhưng mà sức khỏe vô địch. Tôi muốn nói chữ vô địch nha, là bởi vì biết đó, cái mùa đông ở đây đó, mà nhất là cuối mùa đông đó, cái nước nó lạnh kinh hoàng. Đó là quý vị có thể đo nó khoảng chừng 10 độ hay dưới 10 độ, mà cái người bình thường thọt cái chân xuống á, kéo cái chân lên là nó phỏng lạnh, nó sưng lên quý vị, nó đỏ tươi như tôm luộc vậy đó. Mà cái người giỏi nhất ở cái vùng biển này đó, cái mùa đông họ nhảy xuống nước là chừng 2 phút là họ phải lên, không chịu nổi, lạnh quá đi, nó lạnh kinh hoàng. Vậy mà cái thằng này nó bơi 1 tiếng đồng hồ quý vị mà không có mặc cái đồ chống lạnh, quý vị thấy là cái sức khỏe nó cỡ nào. Mà cả mùa đông lẫn mùa hè, ngày nào như ngày nấy nó không bơi nó không chịu được, tại cơ thể nó nghiện bơi. Mà nước biển lạnh như vậy thì nó càng bơi nó càng khỏe. Mà vì nó khỏe như vậy đó thì quý vị mới thấy là cái quả nó thành cái phúc, rõ ràng cái quả là thoát vị đĩa đệm, mà cái phúc là mình biết cách mình hiểu biết nó. Vì khi mình bơi đó là những cái bắp thịt xung quanh của cái đĩa đệm đó, nó cứng nó chắc lên, nó thắt cái đĩa đệm ngay trở về vị trí của nó, mày không nhúc nhích được, mày phải nằm ngay vị trí của mày. Thì cái những cái bắp thịt của cái xương mình đó, chúng tôi hay lấy cái ví dụ là cái cần cổ gà đó, cái gì làm thịt con gà thấy cái cần cổ nó đó, cái bắp thịt xung quanh nó bó như vậy đó, nó bó xung quanh cái xương cổ nó để mà nó nhúc nhích. Thì cái xương sống mình nó cũng được những cái bắp thịt nó bó xung quanh vậy đó. Mà nếu bắp thịt nó đủ tốt, đủ chắc thì cái đĩa đệm nó bắt buộc nó phải nằm đúng vị trí của nó. Tại trời xanh vậy. Và mình cũng đừng có bắt đầu mà đi khiêng vác cái bưng đồ mà bằng cách cúi khom xuống cái gì. Mình phải đứng thẳng, ngồi thẳng lưng rồi bê cái vật nặng đứng dậy. Ban đầu không quen thì thấy nó khó chịu lắm, thấy khó bưng nhiều lắm. Nhưng mà làm quen rồi thấy nó rất là dễ dàng, mà nó tốt hơn 100 lần, là bởi vì mình bưng thẳng có 15 kg à. Mình cong cái lưng mình là cái lực tác động trên cái đĩa đệm đó, từng những cái xương cứng trên cái đĩa đệm mình tới 1.500 kg luôn. Thành ra không ai chịu nổi hết. Nếu mình bưng đồ nặng mà khom á, coi chừng, ngoại trừ những người lao động từ nhỏ nha, cái bắp thịt họ thật cứng á, thì họ ít bị hơn, chứ không có nghĩa là không bị.
Thành ra nhớ nha, là phải đừng bao giờ mà khom lưng bưng bê vật nặng. Cái đó là một cái sai lầm trầm trọng mà có thể làm mình bị thoát vị nha. Còn cái thoái hóa bình thường thì tại mình ăn uống, mình ăn những cái đồ ăn không có cân bằng dưỡng chất, rồi mình ăn những cái đồ ăn mà không có chất xơ, không có chất dinh dưỡng. Bởi vậy cho nên thực dưỡng hiện đại là cái thức ăn tốt nhất để nó nuôi dưỡng trong mọi trường hợp. Các sản phẩm GW ở dạng viên nhộng có thể gặp trường hợp một số có dạ dày yếu nên uống vào khó tiêu thì có khuyên là mở uống bỏ cái phần nhộng và pha phần thuốc với nước rồi uống thì tiêu hóa bình thường. Cái đó thì tốt, tại vì cái viên nhộng mà quý vị không có tiêu hóa được thì quý vị có thể tháo ra không sao hết, tháo ra đổ cái bột nó để mà uống, để mà đừng có nuốt cái viên nhộng. Tại viên nhộng nó không phải là cái tốt nhất cho mình tiêu hóa cho nên mở ra là tốt. Nếu mà người nào mà nuốt mà không tốt á, thì mở ra như vậy là rất tốt. Rồi cái chương trình của mình tới đây để coi Còn một cái câu hỏi, à, còn một câu à, hỏi dưới về bệnh viêm tai giữa thì con đọc được một tài liệu là dùng tinh chất mơ và cạnh điều trị, lấy một ít tinh chất mơ pha một ít với trà bencha nóng, sau đó để nguội rồi lấy một ít nhúng bông gòn và tăm bông nhúng vào cho vào tay để vệ sinh tay cho sạch, sau đó lấy khô và rửa thật sạch. Khi tay bên trong đã khô, tiếp tục lấy một ít bông gòn quấn vào cái tăm nhỏ, thấm một ít tinh chất mơ nhét vào tay để đến khi cảm thấy bông khô thì lấy ra, mỗi ngày làm 3 lần. À, và một lần trước khi đi ngủ đến sáng để thay thế thuốc kháng sinh độc hại, uống từ 2 tới 3 gói canh trước khi ăn và thêm củ cải sống nạo ngày 2 lần. Ồ, cái này thì quá hay rồi, tôi nghĩ là cái này là do bác tài dạy đó nha, là tại vì thực sự là khi mà cái chỗ nó viêm á là nó làm mủ, mà làm mủ á là do cái hệ thống miễn dịch mình đánh trận với con vi trùng, mình đánh thua cho nên những cái bạch huyết cầu nó chết, nó làm ra mủ á. Thành ra cái cách này là mình đưa vào trực tiếp đó quý vị. Tôi nghĩ là cái cách này bác tài dạy vậy là rất là hay đó. Bác tài có dạy cái này, tức là vì mình dùng cái dừa canh dưỡng sinh một tích chất nào mà tinh chất mơ đó thì rất là tốt, và trà bencha nóng cũng được, là tinh chất mơ thì nó sát trùng. Đúng rồi, tại vì ngay cả mình viêm họng mình vẫn dùng denti được, mà trong trường hợp này thì denti tôi nghĩ cũng còn được nữa, nhưng mà cái tinh chất mơ thì có lẽ nó sạch hơn, nó tốt hơn cho cái tai của mình. Thì tôi nghĩ cái này là bác tài giải nha, cái này rất là hay á, quý vị có thể áp dụng cái này và hiệu quả rất là cao, hiệu quả rất cao luôn á. Vì cái cách mà mình tiếp cận được chứ cái chỗ mà bị viêm bị làm mủ á, nếu tiếp cận được là cái cách chữa tương đối dễ, sợ tiếp cận không được. Giống như cái họng của mình á, nó viêm họng á, quý vị đồ dùng một trong những cái ngón tay dài nhất mình múc cho nó ướt ướt cái đầu ngón tay á, nhúng vào bột denti hoặc là muối hầm, mình thọt sâu vô đó, mình rà vô cái chỗ viêm là lập tức á, cái muối á, nó sát trùng, nó giết hết mấy con vi trùng đang tấn công mình. Rồi cùng lúc đó cái muối nó làm hết viêm, tại muối là nó làm hết sưng mà. Cho nên khi quý vị nhớ mình bị té té bị dập tay dập chân, mình cũng lấy muối mình đắp lên á cho nó mau hết sưng, cho nó mau lành vết thương. Thì cái đó là cái cách rất là hay nha quý vị, tại vì tôi rất là ngại trong cái tay mà mình không có cách gì mà mình có thể tiếp cận để mà mình thoa cái muối, thoa denti, hay trong trường hợp này thì thoa cái tinh chất mơ thì rất là tốt rồi nha, rất là hay, rất là hay. Hiện nay thì hết rồi, nhưng mà ngày bữa thứ hết những câu hỏi để mình trả lời, nhưng mà hồi bữa thứ hai tuần rồi tôi có cái câu hỏi liên quan tới chuyện là bác Hưng kể nghe một vài cái trường hợp nào mà cái thực dưỡng mà nó có thể mang lại những cái lợi ích lớn lao hay là thay đổi được số phận của mình, thì bây giờ còn ít thì giờ tôi kể lại. Cái này tôi có kể trước đây một lần rồi, tôi cũng là ít ngắn gọn thôi để quý vị nắm bắt được nha. Khi quý vị thay thực dưỡng á thì cái vấn đề từng bước một, từng ngày một mình sẽ thay đổi cái cách sống của mình, rồi mình cũng ăn uống đúng, rồi mình làm cái gì cũng đúng á, thì cái tế bào của mình nó tốt lên từ từ từng bước một. Và đó, cái cơ thể mình là cái cơ thể nó tự thay thế, cho nên á, nó những cái tế bào đến lúc nó chết nó thay tế bào mới, thì những cái tế bào mới đó nó được nuôi dưỡng bằng cái thức ăn tốt nhất, thì cái cơ thể mình lần lần khoảng trung bình sau 7 năm nếu mình làm đúng theo thực dưỡng thì cơ thể mình nó đổi mới hoàn toàn, kể cả tế bào xương. Tất cả những tế bào nó đều là tế bào mới, mà tế bào mới mình áp dụng đúng, sống đúng thì nó thay đổi hết, kể cả tế bào não, tế bào thần kinh, tế bào xương, da thịt. Thì như vậy con người của mình là con người mới. Thì cái con người mới này đó, vì toàn bộ tế bào nó tốt hết á, cho nên á, cái sức sống nó bền bỉ, nó dai dẳng, mà như vậy là nguyên một cái tổng thể
65.000 tỷ tỷ tế bào này đó, nó quá tốt, nó quá tốt, cho nên đó, chắc chắn là cái người này sẽ sống dai sống thọ, vì cái không có bị bệnh tật, không có bị cái gì ảnh hưởng được. Thì đó, tôi nói cái đó là nó thay đổi cái số mạng, cái tương lai của mình là từ cái bước đó. Thì từ cái bước đó đó, cái cơ thể mình đó, nó tốt như trong những cái tài liệu mình nói là như một cái tiểu vũ trụ mà nó hoạt động tốt nhất, giống như những cái hành tinh như mặt trăng trái đất mà nó quay đúng đều đặn, đúng theo cái lịch trình, đúng theo cái chu kỳ của nó, thì cơ thể mình nó sống đúng thì nó sẽ có cái sức sống lý tưởng như vậy đó. Cho nên tai họa nó tránh. Bây giờ tôi kể cái ví dụ, thì trước năm 75 quý vị biết là có những cái đoạn đường, hay bây giờ trường hợp thứ nhất á, là lúc đó tôi đi mua bán ở Sài Gòn rất là thường xuyên, là vì ba tôi mất sớm, tôi thay thế ba tôi đi làm ăn. Dĩ nhiên ở nhà có xe hơi, lúc đó tôi ngồi chỗ nhà bốn rất là tốt quý vị, nhưng mà không phải lúc nào cũng đi xe hơi được, là bởi vì chiến tranh đó, thì mấy ông cách mạng này giật mình hoài à. À, cầu cũng sập mà đường thì cũng hư, cho nên có khi không đi được xe hơi là phải đi xe 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 đò, mà gọi là đi xe chuyền đó, là từ Cần Thơ tôi đi Sài Gòn thì phải đi ngang cái Bắc Cần Thơ, rồi đi xe từ Cần Thơ, có đủ loại xe mình đi hết á, xe gì cũng đi được, thì mình đi từ Cần Thơ, đi từ Bắc Cần Thơ đó đi tới Bắc Mỹ Thuận, tại bên này không có cầu, tới bên này cầu Mỹ Thuận mình đi phà qua cái từ cầu Mỹ Thuận mình mới đi lên Sài Gòn, thì có khi dọc đường cầu nó gãy thì mình lại xuống, mình qua bên kia mình lại đi cái đoạn đường kế tiếp, gọi là đi xe chuyền á, thì cái chuyện đó xảy ra là thường xuyên lắm. Thì cái hôm đó, thì với lại cái cầu, cái chuyện đầu tiên tôi kể đó, thì có cái cầu Bình Triệu đó đó, nó có một chiều, thành ra đó mình muốn đi đến chiếc xe mình chạy tới đó, người ta đậu lại bên này chờ bản đỏ, thì khoảng 5-10 phút 15 phút sau đó, tại vì nó cho chạy một bên à, bên kia ví dụ như từ cái hướng Cần Thơ đi lên chạy hết đó, thì bắt đầu bên kia nó đỏ bên này xanh, thì bên này chạy một chiều trở lại, tức là chạy 10 cho tới 15 phút tùy theo cái xe nhiều hay ít mà họ điều hành cái bảng đỏ bảng xanh cho mình đi. Thì cái bữa đó đó tôi đang đi trên chiếc xe đò đó, chiếc xe cũng là một cái loại xe buýt đó quý vị, đi trên xe đò đó thì tới cái cầu đó, cầu Bình Điền, giống như Bình Triệu, cầu Bình Điền, xe nó dừng lại, thì dừng lại đó thì mình đứng dậy mình vươn vai, nhưng mà tự nhiên sao tôi thấy con người nó bồn chồn khó chịu lắm, nó làm như nó không có yên, mà cái cơ thể tôi không có xảy ra tình trạng đó, tức là cái tình trạng mà bồn chồn khó chịu trong người là nó không có xảy ra, mà tự nhiên cái lúc đó nó thấy khó chịu lắm, khó chịu không có biết tại sao mà không biết cái gì hết á. Thì tự nhiên thôi, thì tôi đi trên đường tôi đi đó, thì tôi hay xách một cái cạc tắp mỏng, trong đó tôi đựng một bộ quần áo, bộ đồ, một hai bộ đồ lót, rồi những cái vật dụng cá nhân để mà đi làm ăn á, thì chỉ là một cái cạc tắp mỏng vậy thôi. Thì cái cạc tắp mỏng nhỏ cho nên được để ở trong thành, trong lòng cái xe nó có chỗ để hành lý đó, chứ không cần phải bỏ vô chỗ để hành lý, để trên cái cân. Thì tôi đứng dậy thì cái hành lý tôi có nhiêu đó, cái tự nhiên tôi cầm cái xách tay tôi bước xuống, thì chiếc xe đó có cái người tài xế với cái người phụ xế, cái người phụ xế họ mới nói với tôi là anh đi đâu, ông đi đâu, à, anh đi đâu, tôi nói dạ tôi cũng không biết tôi đi đâu nữa, ở xe sắp chạy rồi anh đi là tôi không có trả tiền lại à, anh đi xuống là xe chạy là tôi bỏ anh lại, tôi nói tôi đâu có đòi tiền lại đâu, tự nhiên tôi không khỏe, tôi tự nhiên tôi muốn đi xuống thì anh hãy cho tôi xuống chứ tôi đâu có đòi tiền, thì họ cho tôi xuống. Thì khi xuống xe thì nó bình yên lạ lùng, chứ nó không còn bồn chồn, không còn con người nó khó chịu nữa. Thì tôi cái trời nắng tôi mới bước xuống dãy đường, nó có cái bóng cây, tôi đứng với bóng cây chơi thì con người nó sung sướng lạ lùng, nó khỏe mà nó không có một cái gì gọi là nó làm cho mình khó chịu nữa hết. Cho nên tôi đứng đó một hồi thì cái chút xíu thôi, vài phút sau là cái chiếc xe nó đi lên ông nội, xe chạy, tôi nói không tôi không lên, họ nói không lên là tôi bỏ lại, tôi nói thì cứ chạy đi tôi đâu có đòi tiền đâu, à là xe họ chạy. Sau khi họ chạy rồi tôi cũng đứng nó chơi một hồi thì cũng có chiếc xe, những chiếc xe khác nó tới phiên nó cũng phải kẹt đường, nó cũng đậu để nó chờ cái đèn, cái bảng xanh nó chạy tiếp, nó không có đèn mà là cái bảng xanh nó chạy tiếp. Thì tự nhiên tôi thấy nó khỏe cái tôi leo lên chiếc xe khác tôi đi tiếp, tôi nói à tôi muốn đi về cái hướng Mỹ Thuận đó, nếu cái xe này mà chạy về Mỹ Thuận tôi đi, còn nếu mà dọc đường mà không có đi hướng Mỹ Thuận thì xuống tôi đi tiếp xe khác, thì họ à, tính nhiêu tiền tôi lên đi. Thì quý vị biết chừng nửa tiếng sau thôi là thấy xe, mà xe hồi lúc đó gọi là xe hồng bạch tự đó, tức là xe cứu thương á, nó hú còi inh ỏi hai chiều nó chạy, là tại chiếc xe mà tôi đi bỏ tôi đi xuống đúng không gì, nó gặp tai nạn thảm thương, nó lật nó như thế nào đó mà cái tỷ lệ thương tật là chết chóc rất là nhiều đó. Thì quý vị thấy rõ ràng ai ai mà biết được cái tai nạn đó, tôi cũng đâu biết đâu,
mà tại sao nó lại xui khiến mình như vậy, thì chắc chắn là mình cái thai cái sinh mạng mình nó phải tốt, nó mới thúc đẩy mình những cái chuyện mà mình phải rời khỏi xe để mình khỏi dính cái tai nạn đó. Còn những người khác thì họ dính hết. Đó đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì đó thì có cái lần đó cũng đi rồi kẹo cầu nó cũng kẹt, rồi cũng gãy cầu, rồi cũng bị giật sập cầu gì đó, thì tôi mới về, thì cũng đi xe chuyền đó. Thì vì như nãy tôi kể quý vị nghe là tôi có chiếc xe Peugeot 404, mà cái thời điểm đó thì cái trước năm 75 thì cái xe đó quý lắm, người ta hay mượn tôi để đưa dâu á, rước dâu làm đám cưới rồi đó. Thì tôi có người bạn ở Cần Thơ, họ mượn tôi để mà chính tôi lái luôn, tại vì đó cũng ít người biết lái, vì ít nguyên cái thành phố Cần Thơ có bốn năm chiếc xe hơi vậy quý vị. Thì tôi có một chiếc, thì lúc đó bốn năm chiếc xe hơi là tôi nói xe du lịch đó, xe nhà đó, còn dĩ nhiên xe đò xe tải thì thiếu gì. Nó thành ra lúc đó đó tôi hứa với người bạn rằng ngày sáng hôm sau đó, thì tôi sẽ đem cái xe đưa dâu, cho nên bằng mọi cách tôi cố tôi về tới Cần Thơ để mà ngày hôm sau tôi đưa dâu. Thì vì công việc nhiều rồi, vì cái đường nó hư rồi lại bị cầu gãy nhiều chuyện, cho nên tôi đi tới cái ngã ba Vĩnh Long. Hồi đó đó thì Cần Thơ về cần từ Sài Gòn về Cần Thơ mà đi ngang Vĩnh Long á, thì đi xuống tới cái ngã ba, mà nếu quý vị đi thẳng là vô chợ Vĩnh Long, quẹo mặt là đi về hướng Cần Thơ, chứ nó không có cái đường tẻ như bây giờ, chưa có. Thì quý vị biết á, là mình muốn về Cần Thơ thì mình đứng ngay cái ngã ba đó, thì bất kỳ chiếc xe nào mà nó quẹo mặt ngang đó là mình biết nó về Cần Thơ. Cho nên mình đứng ngay đó, và tôi với một người khác cố tình đứng sâu ra ngoài, nghĩa là ra khỏi cái lề đường chừng 5 7 tấc một thước, để cho chiếc xe mà nó quẹo mặt nó không có bỏ mình, nó nhìn thấy mình cố tình cho nó thấy. Thì lúc tôi toán tới hơn khoảng 8 giờ đêm, 8 giờ đêm ở đó đó, thì có một chiếc xe mui trần là xe của cảnh sát, nó chạy đi Vũng Tàu, mà nó ưu tiên thế nào đó, nó chở đâu cũng 40 50 khóa sinh ở từ Vũng Tàu về Cần Thơ. Thì cái xe mui trần, nhưng mà không sao, mình xe gì mình cũng đi mà. Thì tôi với cái người kia đứng sâu ra cả thước, giơ tay hai người hết để mà đón đón, thì nếu nó chở mình thì mình trả tiền vậy thôi. Thì lúc lúc trước 75 á quý vị, không có tham nhũng nhiều như bây giờ, cho nên hầu hết những cái tài xế đó họ thích chở mình lắm, tại họ có thêm tiền, họ chỉ kiếm tiền bằng cách đó thôi, chứ không có ăn dần gian lận của dân. Chỉ là mình chở thêm khách thì mình có thêm tiền, họ chở thêm người thì mình có một chút tiền cà phê đó. Thì thường thường họ thích chở mình lắm, nhưng mà tôi với người kia đón thì cái chiếc xe nó không dừng lại, mà trái lại nó cố đi sâu hơn, nó quẹo để nó tránh được tôi, đi sâu về hướng Vĩnh Long nó quẹo mặt để nó tránh được tôi, tại tôi cản đường đó mà. Thì khi nó tránh tụi tôi này nó chạy luôn. Thì cái anh mà đi cùng tôi đó, anh đứng đó anh chửi thề, tôi mới nói anh đừng chửi gì hết, mình cũng không biết chuyện tốt và chuyện xấu nữa, nghĩa là nó chở mình hay không chở mình không biết đúng hay sai, mà không biết tốt hay xấu, thì anh không nên bực mình sẽ đón xe khác, thì không xe này thì xe khác nó chở mình thôi, thì mình đón riết thì cũng phải có xe nó chở, tại người ta thích chở mình mà. Thì nó chạy uốc chừng 500 thước, nhìn thấy quá gì, nhìn thấy trên ánh đèn đường dòm thấy rõ ràng trống, tại trời nó tối cũng trống lộ. Thì nó dừng lại, nó đón hai người khác, hai người nha giống hệt như bên này, cũng đón cũng cũng quá gian để trả tiền đi đi về Cần Thơ đó. Thì như vậy rõ ràng đó là khi nó đón hai người kia đó, thì bên này đi anh cái anh chàng đứng kế tôi thất vọng còn chửi thề nhiều hơn nữa. Anh nói mình cũng trả tiền nó mà nó đòi mắc tiền mình cũng trả, mà tại sao nó không rước mình, nó đi rước hai người kia. Thì tôi nói mình không biết được, thôi đừng giận hờn gì hết, đừng buồn gì hết, không sao mình đợi. Thì một lát sau tụi tôi cũng khoảng khoảng chừng nửa tiếng sau tôi cũng đón được xe, chiếc xe khác. Mà chiếc xe này quý vị biết là chiếc xe tải mà nó chở gạch, mà nó chở nhiều đó, tụi tôi phải chấp nhận leo lên cái đống gạch đó, nó nằm chứ không ngồi được, nó không đủ chỗ để ngồi nữa, chỉ nằm mới chui và nằm cũng được nữa, tại mình đi cho tới nhà, đi cho được xe nào nó rước mình là mình đi mà. Thì chiếc xe gạch thì nó chạy chậm nữa vậy đó, mà chừng cũng khoảng hơn nửa tiếng sau thì xe cứu thương quý vị nó chạy, là nó cứu chạy hú còi inh ỏi. Mà dĩ nhiên hồi xưa thì xe cứu thương nó chạy là người ta nhường đường nha, nó ưu tiên, chứ không phải như bây giờ mà người 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 đi bộ mà người đi xe mà dành những xe cứu thương, xe cứu thương nó ưu tiên à, nó mở còi mở đèn là ai cũng dạt chỗ lề cho nó chạy hết. Thì quý vị biết là nó chạy quá chừng chạy, bởi vì xe cứu thương mỗi tỉnh hồi lúc đó là hàng mười mấy 20 chiếc xe cứu thương của bệnh viện công mà miễn phí nha, quý vị nhớ là bệnh viện cũng miễn phí mà xe cứu thương cũng miễn phí à. Thì một lát sau đi ngang đó mới biết là chiếc xe cảnh sát hồi nãy mà nó không chở tụi tôi đó, mà nó chở hai người khác đó,
nó đụng với chiếc xe Mỹ, chiếc xe Mỹ mà chở xe nhà binh Mỹ, mà chiếc xe nhà binh Mỹ nó chở những cái chai gió đá rất là nặng đó, xe rất là nặng, cái nặng đó, mà xe nhà binh thì nó chắc lắm, cho nên khi nó đụng với cái xe dân sự đó, vì nó không có mở đèn, cho nên cái chiếc xe dân sự nó không thấy đường bằng đêm, nó đụng thì chiếc xe nhà binh nó không sao hết, nhưng mà cái xe cảnh sát này đó chết gần hết quý vị, hình như là chỉ có một người sống sót mà bị thương rất là nặng, mà trên xe khoảng 5 6 người. Thì ngày hôm sau đó tôi về tới Cần Thơ thì trên cái đường Phan Đình Phùng đó có cái đám tang hai mẹ con, là chính là hai cái người mà họ thế mạng cho hai đứa tụi tôi đó. Thì quý vị nhìn thấy rõ ràng ha, ai mà biết được cái tai nạn nó đến với mình đó? Không biết được. Mà ai mà biểu cái thằng tài xế nó đừng rước tụi tôi mà đi rước hai người kia, vì nó không rước tụi tôi và nó rước hai người kia nên cái thời gian tính nó sẽ giống nhau quý vị. Tức là giả dụ như nó dừng lại nó rước hai đứa tụi tôi đằng này mà nó không rước hai người mẹ con đằng kia đó, thì cái thời gian nó sẽ xảy ra tai nạn giống hệt nha, và chắc chắn là cái tai nạn sẽ đến với tụi tôi. Thì quý vị thấy rõ như ban ngày, với gì là tôi kể hai ví dụ thì quý vị thấy ai mà biết được cái tai nạn đó, ai mà biết tránh đó, thì chỉ có ông trời cũng sắp đặt thôi, chứ còn gì nữa mà mình còn nghi ngờ nữa quý vị đó. Thành ra có dịp khác tôi sẽ kể thêm quý vị, nhưng mà bây giờ mình sẽ kể hai cái trường hợp mà tôi nói rằng nếu quý vị theo thực dưỡng hiện đại, quý vị sống đúng, cơ thể quý vị nó thay đổi từng chi tiết một, và cái đời sống của mình nó sẽ thay đổi hoàn toàn, mà gần như cái gì quý vị muốn nha, quý vị có thể tính được, quý vị có đoán được, quý vị sẽ thấy cái sự thành công của nó. Tôi thì kể thêm, bây giờ còn vài phút tôi kể thêm cái trường hợp nhỏ quý vị nghe. Mấy đứa con của tôi đó, lúc nó học ở trung học á, chị em nó cách nhau không có nhiều tuổi, thằng lớn tới đứa con gái cách nhau 2 tuổi, rồi mỗi đứa kia cách nhau 1 tuổi, cho nên á, tụi nó rất là thân thiện với nhau trong lúc mà nó còn ở chung trong nhà đó. Nó rất là, bây giờ thì nó cũng thân thiện nhà, thì nó thân thiện cho nên trong lúc nó ngồi chơi nó hay nói chuyện này kia đó, thì tôi cũng thân thiện với tụi nó, cho nên tụi nó hay bàn với nhau. Thì ví dụ như thằng con trai nó nói trời ơi tao tao thích học về về IT, là cái loại về cái về máy vi tính, về mấy cái áp dụng điện tử, nhưng mà sao tao thấy cái khuynh hướng người ta ai cũng có nhiều tiền, tao cũng không có nhiều tiền, thôi thì tao học dược để mai mốt. Nghĩa là lúc đó nó mới học lớp 10, lớp 11 có cái gì, nó nói trước, nó tính trước vậy đó. Còn đứa con gái nói mà mình đối với em, mà tụi mày sao tao 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 kiếm nhiều tiền à, tao phải học cái gì tao kiếm thiệt nhiều tiền, mà tao lại dùng cái tiền đó để mà giải quyết nhiều cái chuyện mà mình muốn trong cuộc sống. À, thì nó nói tao sẽ rất là cực, tao sẽ học đại học rất nhiều năm, tại vì sau khi tao ra trường tao làm bác sĩ, tao sẽ không làm bác sĩ thường, tao sẽ học chuyên môn về mắt chẳng hạn, rồi tao khi tao ra trường đó thì tao sẽ kiếm rất nhiều tiền, mà tao rất là vất vả, tao biết như vậy đó, tao học rất là cực, rất là vất vả, mà tới chừng ra trường rồi tao cũng sẽ rất vất vả để mà tao kiếm nhiều tiền, để mà tao làm những cái gì theo ý tao muốn. Nó tính trước được quý vị. Rồi kế tới là cái thằng kế thì nó cũng chưa biết tính làm sao, nhưng mà có lẽ nó thích về cái ngành kỹ sư hơn và thích về điện hơn chẳng hạn. Còn cái thằng Út quý vị, ngay từ nhỏ nó nói em không có thích học hành gì hết trơn á, học làm cái quái gì không có lợi ích gì của cuộc sống mình hết á, miễn sao mà mình làm ra nhiều tiền, mà mình biết cách sống đúng. Thì nó dĩ nhiên là từ nhỏ tụi nó rất giỏi, là tại sao, tại trong nhà thì tôi có cái kỷ luật là không cho tụi nó tập tập tụ bạn bè đi chơi đi rong, mà chỉ có đi chơi trong những cái sinh hoạt của trường tổ chức. Còn ở nhà đó thì tôi mua cái bộ Bách Khoa Từ Điển, thì cái bộ Bách Khoa Từ Điển nó khác với cái internet bây giờ, là nó chỉ có những tin đúng mà không có tin sai, nó không có những cái rác ở trên cái internet, mà có những cái điều dạy dỗ tốt nhất, những cái gì đúng nhất cho mình ở trong cái bộ Bách Khoa Từ Điển. Vì tụi nó không được đi chơi, ở nhà nó lục Bách Khoa Từ Điển nó đọc quá nhiều cuốn, mà đứa này đọc, đứa kia đọc, đứa nọ đọc, cho nên nó thu lượm kiến thức rất là nhiều, mà cái trí nhớ nó tốt, cho nên nó đem nó áp dụng rất là tốt. Thì cái thằng Út á, nó cũng lên đại học nhưng mà nó không thích học, mặc dù nó học rất là dễ đó. Thì cuối cùng là nó chọn cái con đường sống đúng theo ý muốn của nó từ lúc nó còn còn nhỏ cái gì, còn con nít con á, và nó làm được hết những cái gì nó muốn làm. Thì quý vị thấy thực dưỡng là vậy đó, tức là thực dưỡng nó tạo ra những đứa con thông minh, thực dưỡng nó tạo ra những đứa con nó biết được những cái gì nó tính toán. Dĩ nhiên nó cũng bị phụ thuộc nhiều thứ, mỗi đứa nó cũng có cái tính tình riêng, tuy nhiên cái điều cốt lõi của nó đó là nó cho sức khỏe, nó cho bộ óc thông minh, nó cho mình tính toán được mọi thứ mình muốn.
chứ không phải là thực dưỡng nó là tất cả là 100% tốt, không phải. Nó còn tùy theo từng cá nhân, từ hoàn cảnh sống, rồi từng cái gương của cha mẹ và từng cái cách sống của mỗi người nữa, quý vị, nó tùy nhiều thứ. Nhưng mà riêng cái thực dưỡng lại là cái mà nó làm cho cái cơ thể mình tốt nhất, cái trí não mình cũng tốt nhất, và mình có thể toan tính được cái gì mình muốn và nó có kết quả, chỉ vậy thôi. Dạ thôi, bây giờ cái chương trình của mình cũng đã đến 8 giờ rồi, cho nên sẽ hẹn gặp lại quý vị trong kỳ thứ hai tuần tới. Dạ À, xin chào chào và tất dạ cả các con em. cảm ơn Dạ. bác Hưng nhiều à, con cảm ơn bác Hưng, chào bác Hưng và chào mọi người ạ. À.